Hello, xin chào anh chị em. Chào mừng anh chị quay trở lại kênh đầu tư chứng khoán Quang Trần Invest. Sau phiên thị trường quay đầu, quay mắt đầu giảm điểm ngày hôm nay, thì không biết là anh chị em đã bán hết cổ phiếu hay chưa, bán hết danh mục hay chưa? Và anh chị em có kế hoạch là nghỉ lễ luôn, nghỉ lễ Quốc Khánh, nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 luôn, rồi chờ sau lễ để tham gia đầu tư trở lại hay không? Hay là bây giờ đang đi tìm cơ hội mới để tham gia tiếp tục mua bán các cổ phiếu trên thị trường với mong muốn đánh lướt Tây Cộng, tìm kiếm những cơ hội ngắn hạn để đem về những khoản lợi nhuận trong thời gian này hay không? Thì anh chị em có thể chia sẻ, có thể comment ở bên dưới để chúng ta cùng trao đổi, cùng thảo luận, cùng đưa ra những quan điểm, đưa ra những góc nhìn về các cổ phiếu anh chị em đang quan tâm và tình hình thị trường chung ở thời điểm hiện tại. Nó có rủi ro hay không? Khi phiên ngày hôm nay cũng là một phiên đáo hạn phái sinh của tháng 8. Cái ngày đáo hạn phái sinh nó rơi vào ngày thứ 5 của tuần thứ 3 hàng tháng. Đây là hợp đồng phái sinh theo tháng. Trong một phiên đáo hạn phái sinh, thị trường nó rung lắc. Phiên buổi sáng thì rất nhiều cổ phiếu nó tiếp tục nó tăng tăng rất mạnh. Kể đến đó là nhóm dòng cổ phiếu chứng khoán. Sau cái thông tin họp hành về tiến độ triển khai của cái hệ thống KRX, cái điều này nó tạo nên cái tâm lý tích cực cho nhà đầu tư đang tìm kiếm, đang mong muốn tìm kiếm những cái cơ hội đầu tư trong ngắn hạn, lợi nhuận cao và rủi ro thấp. Nhưng quan trọng nó phải đến nhanh. Anh chị em ở giai đoạn này nhá, đi tìm các cơ hội, phải đi tìm cổ phiếu nào nó đem lại cơ hội thật nhanh, giống như sell, giống như L14. Và không mua được sell, không mua được L14 là cứ phải đu đu vào mua FOMO những cổ phiếu nó đang tăng mạnh. Ví dụ hôm nay thì có SSI nó tăng vượt đỉnh này, hay VND tăng vượt đỉnh này, hay là VDS tăng trần này. Nhưng mà đến kết phiên thì những cổ phiếu này nó lại có cái xu hướng nó quay đầu, bị bán quay đầu do cái sự lưỡng lự của phe cung và phe cầu, nên khiến cho cổ phiếu vào cuối phiên, những cổ phiếu như SSI cuối phiên thì nó không giữ được cái mức giá cao nhất trong phiên, hay như VND thì nó không giữ được cái mức giá cao nhất trong phiên, nó tạo thành những phiên bị bán quay đầu và đóng cửa, nó tạo thành một cây nến cắm đầu đi xuống và có cảm tưởng nó đang muốn bổ nhào vào nhà đầu tư. Thì liệu ở thời điểm hiện tại thị trường nó có rủi ro hay không? Đây cũng chính là cái câu hỏi mà rất nhiều nhà đầu tư đang đi tìm cái lời giải. Thì trong cái video này mình sẽ tập trung và phân tích về tình hình thị trường cũng như là những cổ phiếu anh chị em đang quan tâm, xem thời điểm hiện tại các cổ phiếu này nó đang giống với giai đoạn nào trong quá khứ, nó có xác suất nó gây ra cái tỷ lệ rủi ro cao không, nếu như thị trường nó chỉnh đợt thì chỉnh về đâu, kịch bản nào cho anh chị em đang quan tâm thị trường, đang quan tâm đến các cổ phiếu trong những phiên sắp tới, đặc biệt là phiên ngày mai là một phiên hậu đáo hạn phái sinh. Liệu phiên ngày mai thị trường có mở gap down hay không? Thì cũng đang nhiều anh chị em đang hướng đến cái điều này. Và nếu như ngày mai thị trường mở gap down thì anh chị em có dám mua cổ phiếu hay không? Nếu như ngày mai mà thị trường nó mở cửa, nó quay về để nó test lại cái vùng 1220, 1222 này, thì mình cũng có chia sẻ với anh chị em trong thời gian gần đây là cái kịch bản thị trường nó có thể nó quay về để nó test cái đáy được mở ra ở phiên ngày 11 tháng 8. Và nếu như test thành công thì một vài phiên tới thị trường nó sẽ tăng tốc đi lên và tăng rất mạnh. Mình đánh giá ở cái giai đoạn hiện tại thị trường nó cũng khá là giống, nó khá là tương đồng phiên ngày 29 tháng 9 năm 2020. Từ những cổ phiếu như thằng SSI anh chị em để ý thì anh chị em sẽ thấy nó cũng tăng đi lên, nó vượt đỉnh, nhưng sau đó vào cuối phiên thì nó quay đầu và đóng cửa ở cái mức điểm, ở cái mức giá gần như thấp nhất trong phiên. Thì có thể một vài phiên tới thị trường nó sẽ tăng tốc đi lên để tạo cho anh chị em nhà đầu tư cái cảm giác ồi thị trường này chỉnh làm sao được, đấy hôm trước là cụt đầu đấy, sau đó nó lại đi lên ngay thôi, tạo một cái niềm tin không lung lay, một niềm tin không lung lay cho nhà đầu tư. Và thị trường sau đó nó có chỉnh thật đi chăng nữa thì lúc đó anh chị em sẽ không đem cổ phiếu ra bán được. Thực ra là ở giai đoạn hiện tại mình đánh giá là thị trường nó vẫn bình thường thôi, nó không có quá nhiều rủi ro đâu. Anh chị em cứ để ý phiên ngày mai, nếu như phiên ngày mai mà cuối phiên thị trường nó đóng cửa ở cái mức điểm số thấp nhất trong phiên giống như ở giai đoạn này, thì anh chị em mới chú ý, thì anh chị em lo lắng. Và sau đó nó tạo thành một phiên rút chân giả, một phiên rút chân lừa. Nó test lại cái đáy được mở ra ngày 14 tháng 10 năm 2020. Nhưng ở phiên test lại đáy thì anh chị em phải chú ý, thanh khoản ở phiên test lại đáy, thứ nhất là thanh khoản nó lớn hơn ở phiên tạo đáy trước đó, thứ hai là cái đáy sau nó thấp hơn đáy trước. Thì đây cũng chính là cái rủi ro mà thị trường nó mang lại này. Và trong trường hợp ngày mai ngày kia thị trường nó gãy, nó thủng cái đường EMA 20 ngày thì anh em cũng phải chú ý. Nếu như mà cổ phiếu anh chị em nắm giữ ấy, cái tỷ suất lợi nhuận nó nhỏ hơn 5% thì anh chị em nên cơ cấu. Anh chị em phải lưu ý một điều này cho mình.
để trở thành một nhà đầu tư thành công trên thị trường. Trong những cái con sóng và cổ phiếu anh chị em nắm giữ, mỗi khi thị trường nó gặp cái sự rung lắc, cái sự biến động và có dấu hiệu chuẩn bị điều chỉnh, anh chị em nên cơ cấu những cổ phiếu nào có cái khoản lợi nhuận nó nhỏ hơn hoặc bằng 5% trở xuống. Những cổ phiếu lỗ thì không nói rồi nhá, những cổ phiếu lỗ anh chị em buộc anh chị em phải cơ cấu, phải chấp nhận. Để làm sao trung bình những khoản lợi nhuận của anh chị em nó ít nhất nó gấp đôi so với những khoản lỗ. Ví dụ trung bình 10 cổ phiếu anh chị em nắm giữ, anh chị em mua, anh chị em bán, nó đem về cái mức lợi nhuận trung bình là khoảng 10%. Thì ví dụ anh chị em mua sai khoảng 5 cổ phiếu thì cái mức lỗ anh chị em có thể chấp nhận được, anh chị em chỉ cho phép nó rơi vào khoảng 5% thôi. Thì khi đó cái tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro nó bằng 2 lần. Mà anh chị em khi đầu tư trên thị trường, cái tỷ suất lợi nhuận trên rủi ro nó phải tối thiểu nó bằng 2 lần thì anh chị em mới trở thành một nhà đầu tư thành công được. Thì ví dụ khi thị trường nó rung lắc ấy, thì anh chị em phải xem xét xem cổ phiếu nào cái khoản lợi nhuận nó yếu quá, nó nhỏ quá. Ví dụ là mua trong mấy phiên gần đây, kể cả những cổ phiếu như Dick chẳng hạn, mình có mua hôm trước, mình có mua ở ngày 11 tháng 8 hay là mới mua thêm hôm qua, thì ngày mai hàng nó mới về. Thì nếu như trong cái điều kiện mà những cổ phiếu này nó quay đầu nó giảm, nó tiếp tục nó quay đầu nó giảm, thì cái khoản lợi nhuận của mình nó sẽ bị giảm đi. Thì mình mua ở hôm trước mình mua 25.5, 25.6 đây này. Thì đến thời điểm hiện tại cái khoản lợi nhuận nó đang rơi vào khoảng 8%. Thì trong trường hợp ngày mai nếu như mà nó quay đầu tiếp tục nó giảm mạnh và nó thủng cái đường EMA 9 ngày, cái khoản lợi nhuận nó rơi về khoảng quanh khoảng 5%, thì có thể mình sẽ chấp nhận mình bán sớm và sau này chờ nó cân bằng trở lại mình sẽ tham gia mua lại sau những cổ phiếu này. Kể cả sau khi bán xong có thể những cổ phiếu này nó còn tiếp tục nó tăng, hay là những cổ phiếu như Nam Kim, như Hoa Sen trước anh chị em mua ở quanh 18.9, 19 ở đây này, thì cái khoản lợi nhuận nó đang rơi vào khoảng 6%. Thì nếu như trong cái trường hợp ngày mai nó thủng cái đường EMA 20 ngày, đường EMA 9 ngày, nó thủng tạm thời ngắn hạn nó thủng 19.8 mà thanh khoản nó tiếp tục nó lớn, thì anh chị em có thể để cái lệnh stop order và bán đi đã, chốt trong ngắn hạn đi đã và chờ nó chỉnh xong, lúc đó anh chị em canh để mua lại sau. Cũng không loại trừ cái kịch bản là thị trường nó giống với ngày 29 tháng 9 năm 2020, và cũng có khả năng những cổ phiếu như Hoa Sen nó giống với nhịp này này, anh chị em để ý. Và cũng có thể ở thời điểm hiện tại nó đang giống với phiên này, chính là Hoa Sen luôn, nó giống với ngày mùng 10 tháng 11 năm 2020. Nên anh chị em phải chấp nhận là ở giai đoạn hiện tại anh chị em mua cao thì anh chị em phải chấp nhận rủi ro cao hơn, hoặc là anh chị em nếu như mà không muốn bán vì cái khoản lợi nhuận nó nhỏ quá thì anh chị em có thể chấp nhận về cái mức hòa vốn ban đầu. Giả sử anh chị em mua nhịp này này thì có thể anh chị em chấp nhận bán nếu như nó hòa vốn, thì những cổ phiếu này nó không quay về mức hòa vốn, hoặc là những cổ phiếu này như này anh chị em mà mua nhịp này này thì anh có thể anh chị em chấp nhận bán ở cái mức hòa vốn, thì anh em sẽ tránh bán ở những cái phiên nó quay đầu nó điều chỉnh và nó xây một cái nền giá tái tích lũy ở đây. Ví dụ trong quá khứ đây nhá, thì anh chị em sẽ giữ được những cổ phiếu như Hoa Sen. Thì đối với anh chị em mà sợ lỡ mất cơ hội những cổ phiếu như Hoa Sen thì anh chị em có thể canh ở thời điểm hiện tại cũng như trong thời gian tới. Lát nữa mình sẽ quay trở lại về câu chuyện về thị trường chung anh em nhé. Nếu như anh chị em mà chấp nhận được cái rủi ro từ những cổ phiếu như Hoa Sen ấy, thì anh chị em có thể canh về cái mức hòa vốn lúc đó anh chị em bán. Thì mức hòa vốn nó ở đâu? Thì anh chị em canh ở quanh cái đường EMA 20 ngày. Nếu như nó thủng cái đường EMA 20 ngày thì thôi bán đi. Bán đi sau đó nếu như nó xây một cái nền giá tái tích lũy giống như trong quá khứ, giống như chính là Hoa Sen trong quá khứ ở giai đoạn này, này hoặc là giai đoạn này, này thì lúc đó anh chị em có thể canh mua lại sau, nó vẫn chưa muộn đâu. Canh mua lại ở những phiên như này cũng được, hay là canh mua lại những phiên như này vì nó đã test lại đáy đến 3 lần, thì khi nó đã test xong đến lần thứ ba anh chị em mua ở những phiên xác nhận nhảy nó rất an toàn luôn. Nên cơ hội thì vẫn còn cho chúng ta trong thời gian tới. Quan trọng là bây giờ chỉ có sợ thị trường nó chỉnh sâu thôi, thì có thể những cổ phiếu anh chị em đang nắm giữ nó ảnh hưởng trong ngắn hạn thôi. Ví dụ giống như thằng SSI giai đoạn này này, nếu như nó chỉnh nhá và sau một phiên nó vượt đỉnh này, thì từ cái phiên nó vượt đỉnh cho đến cái thời điểm này nó chạm cái đường MA 50 ngày và nó chỉnh khoảng 10%, thì có phải là những anh em mà mua ở đây này có thể sẽ phải bán hòa vốn. Đấy là với những anh chị em mà mua ở những phiên tách cung này. Giống như cái phiên mình khuyến nghị anh chị em mua ở một số cổ phiếu trong thời gian vừa qua, những cổ phiếu như Hoa Sen là mua những phiên này này, hay như Nam Kim hay là như thằng Đích hay Đất Xanh này là mua ở những phiên như này này, thì có thể thời gian tới nó vẫn còn một cái kịch bản nó quay về nó điều chỉnh. Những cái phiên điều chỉnh này để làm gì? Những cái phiên điều chỉnh này là để rũ anh chị em ra khỏi thị trường. Nên với những anh chị em mà mua trong thời gian gần đây thì mới lo lắng chấp nhận chịu cái rủi ro trong ngắn hạn,
Còn thực ra là với những anh chị em mà cầm từ giai đoạn đầu tháng 7, cuối tháng 6 hay là cầm từ giai đoạn tháng 5 cho đến nay thì anh chị em đang có cái khoản lãi đệm đủ lớn. Mình vẫn chia sẻ, thường xuyên chia sẻ với anh chị em là tại sao lại phải giữ, phải ôm những cổ phiếu có cái khoản lãi đệm đủ lớn. Để làm gì? Ví dụ những cổ phiếu như Đích, anh chị em có thể chấp nhận được những rủi ro trong giai đoạn này mà không gặp quá nhiều áp lực. Vì sao? Vì thứ nhất là anh em cầm một cổ phiếu nó có lợi nhuận. Cái tâm thế, cái tâm lý của anh chị em nó cũng khác với những anh chị em cầm một cổ phiếu, cùng một cổ phiếu đó. Nhưng mà mua ở những giai đoạn trên này thì cái rủi ro nó cũng đã tiềm ẩn. Thì anh chị em phải chịu cái rủi ro là lỗ khoảng 8 đến 10%. Thì cái vị thế nó cũng khác hoàn toàn so với những anh chị em mà cầm dưới này. Thì cái vị thế, cái lợi nhuận nó rơi vào khoảng 20-25%. Thì anh chị em hoàn toàn có thể chấp chỉnh. Thì mình cũng chia sẻ về câu chuyện tương tự về thằng sale trong thời gian vừa qua trong phiên ngày hôm nay. Thì cũng nhiều anh chị em ở Zoom, cũng nhiều anh chị em mua được ở quanh vùng 20.5 và một số anh chị em mua ở giá trần. Thì phiên ngày hôm nay kể cả anh chị em có tiếp tục gồng lãi không vấn đề gì đâu. Anh chị em có bán ngày hôm qua một phần, bán 50% và để lại 50%, mình cũng có chia sẻ với anh chị em là anh chị em có thể chấp nhận về cái mức hòa vốn để có thể bán cổ phiếu ra. Nếu như cổ phiếu này nó rủi ro quá thì anh em có thể chấp nhận về cái vùng này anh em bán. Nhưng với một cổ phiếu nó đã có dòng tiền lớn tham gia trong mấy phiên vừa qua, nó liên tiếp có những phiên tăng trần như thế này, thì cái trường hợp cái kịch bản nó giảm về cái vùng 21 này là rất khó có khả năng xảy ra. Nên mình nói là mình nói về cái trường hợp xấu nhất thôi. Cho những cổ phiếu như SEL ấy, như L14 ấy, rất khó có cái xác suất nó xảy ra nó giảm về cái vùng 21, 21.5. Nên anh chị em không phải lo đâu, hoàn toàn có thể chấp chỉnh. Mà anh chị em mà cầm những cổ phiếu như SEL ấy, phải kỳ vọng nó lên được đến vùng 3x, sau đó bán ra. Không lên 3x thì không bán. Anh em nhá, cho thời điểm hiện tại thì nó có thể nó sẽ rung lắc ở quanh vùng 25 một vài phiên thôi, không có vấn đề gì cả. Là một vài phiên tới nếu như thị trường chỉnh mà những cổ phiếu nó chỉnh càng mạnh càng tốt. Thậm chí có phiên giảm sàn cũng được nhá. Anh em không phải lo đâu. Anh em cứ canh cái phiên giảm sàn mà mua cho mình. Cái xác suất đem về lợi nhuận là rất cao luôn, anh em không phải lo đâu. Nếu như những cổ phiếu này nó mà chỉnh ấy, những nhà đầu tư mà mua ở phiên ngày hôm nay hay là mua phiên ngày hôm qua, mua đu trần ngày hôm qua mới lo thôi. Cho nếu như nó giảm một hai cây ấy, lúc đó anh chị em canh mua, cái khả năng đem về lợi nhuận cho anh chị em là rất cao luôn. Đấy là với thằng sale. Với một cổ phiếu mà mình có thể tự tin chia sẻ với anh chị em, nếu như nó chỉnh, còn bây giờ sợ nó không chỉnh đấy như, và có thể phiên ngày hôm nay thằng sale ấy nó giống với thằng mic ở phiên này này, đây này, hai phiên này này, nên anh chị em không phải quá sợ về thằng sale nó là mất lợi nhuận chúng ta đâu. Nó giống hai phiên này này, thì nếu như ngày mai nó tiếp tục tạo thành một phiên sideways quanh cái vùng giá tham chiếu và thanh khoản nó nhỏ nhá, anh em có thể mua luôn phiên ngày mai được. Còn quay trở lại với câu chuyện thị trường của chúng ta thì vừa rồi mình có chia sẻ với anh em về kịch bản có khả năng một vài phiên tới, có khả năng ngay phiên ngày mai nó sẽ mở gap down. Nếu như phiên ngày mai nó mở gap down đầu phiên thì mình đánh giá về cái kịch bản cuối phiên nó rút chân là khá là cao. Ở cái giai đoạn hiện tại nhiều cổ phiếu được quan tâm, nhất là những cổ phiếu có vốn hóa lớn, nên thanh khoản của thị trường nó cũng tăng ở cái mức cao. Nên anh chị em nên cảm thấy cái điều này là điều bình thường trên thị trường, chứ không phải là thanh khoản thị trường ở giai đoạn hiện tại nó là cao đâu. Thế nên ai được giao dịch 660 triệu cổ phiếu này, Hòa Phát này, VND này, GEX này, nó được giao dịch với cái mức thanh khoản nó rất là lớn. Nên thị trường nó được giao dịch với thanh khoản khoảng 1,1 tỷ cổ phiếu, với giá trị nó đạt khoảng 25.000 tỷ đồng là chuyện bình thường thôi. Thị trường này mà tạo đỉnh, mình đánh giá nó phải đạt cái mức giá trị là khoảng 2 tỷ đô, 3 tỷ đô, lúc đó nó mới đạt đỉnh được. Chứ còn anh chị em để ý nhá, dân Việt Nam ấy, bây giờ khôn hơn rất nhiều rồi, khôn hơn năm 2020 hay là trước đó rất nhiều rồi. Về thị trường nó cứ có dấu hiệu chỉnh phát là các ông đem cổ phiếu ra bán hết sạch luôn. Sau đó phiên hôm sau nó lại rút chân, nó hồi phục, nó lại lao vào mua. Nên lái nào úp sọt được anh chị em, đúng không? Chỉ có những anh chị em mà thiếu kiến thức, thiếu kinh nghiệm trên thị trường mới bị lái úp sọt thôi. Ví dụ như thằng LDG hôm nay bị úp rất nhiều này. Vẫn có những nhà đầu tư tham gia mua bắt đáy ở phiên ngày hôm nay này. Thì không biết số phận những cổ phiếu này về đâu, hay là Hoàng Quân liệu số phận những cổ phiếu này về đâu. Nhưng là chủ tịch Trương Anh Tuấn vừa mới bán ra toàn bộ số lượng cổ phiếu đang nắm giữ và giảm tỷ lệ sở hữu từ 3% xuống 0% vốn điều lệ. Với là chủ tịch bán toàn bộ cổ phiếu, bây giờ một doanh nghiệp vô chủ. Chủ tịch thì theo mình được biết là cũng sang Mỹ gần chục năm nay, định cư bên Mỹ rồi, không quan tâm nhiều đến doanh nghiệp nữa đâu. Nên anh chị em mà đánh Hoàng Quân ý,
đừng đem cái câu chuyện về FA, về kinh doanh, về hoạt động kinh doanh sản xuất, về nhà ở xã hội của thằng Hoàng Quân ra để phân tích. Nó rất là lố, nó rất là buồn cười. Những cổ phiếu này ấy, khi nó có sóng thì vẫn đánh được, nhưng chỉ nên phân tích theo TA thôi, theo kỹ thuật thôi, thuần kỹ thuật. Và đánh là đánh theo sóng, đánh là đánh theo trend. Khi anh chị em đánh theo trend ấy, cái xác suất đem lại lợi nhuận cho anh chị em là rất cao và rủi ro nó cũng sẽ thấp. Khi anh chị em đánh theo trend ấy, anh chị em cầm một cổ phiếu từ cái vùng nền giá, làm sao nó gần được cái nền giá, càng gần được càng tốt. Thì nếu như anh chị em đánh theo trend thì những cổ phiếu như Nam Kim, như Hoa Sen là anh chị em phải mua được ở giai đoạn đầu tháng 6, hay ít nhất là phải cua giữa tháng 6 ở những thời điểm này. Thì khoản lợi nhuận đến thời điểm hiện tại nó đang rơi vào khoảng hơn 20%. Thì anh chị em có lo chỉnh không? Hoàn toàn có thể chấp chỉnh đúng không? Thì chỉ những anh chị em mà mua ở trên này này, mua cao quá thôi, mua cao quá thì mới lo nó xảy ra cái nhịp chỉnh. Nó thực ra anh chị em kể anh em mua ở đây này cũng thì cũng không quá lo với nhịp chỉnh đâu, cùng lắm thì bán hòa vốn thôi. Chiều anh chị em mà mua hôm qua mua hôm nay thì hơi lo một chút, vì mình cũng có chia sẻ với anh chị em là mua cao thì phải chấp nhận rủi ro cao hơn những nhà đầu tư ở mua thấp và nắm giữ được, chứ gần như là không có chuyện là anh chị em mua muộn mua sau mà rủi ro nó vẫn thấp, cơ hội lợi nhuận nó vẫn cao như những anh chị em mà mua dưới này đâu. Cái Hòa Phát cũng vậy nhá, Hòa Phát mà những anh chị em mà mua dưới này và đến thời điểm hiện tại vẫn còn đang cầm được ấy, thì anh chị em có chấp chỉnh hai ba cây sàn cũng không ảnh hưởng gì cả. Thế nhưng anh chị em mà cầm Novaland thì cũng vậy thôi, anh chị em cầm những phiên này, cầm nhịp này, thì anh chị em phải chấp được chỉnh đúng không. Cho những anh chị em mà mua cao quá mua trên này thì có thể vẫn phải bán ra, nhưng nếu như những cổ phiếu nó gặp cái tín hiệu rung lắc trong thời gian tới thì có thể vẫn phải bán ra để chờ nó xây xong một cái nền giá tái tích lũy, rồi sau này anh chị em tham gia mua lại nó vẫn không muộn. Nên khi đầu tư trên thị trường mà thị trường nó đang có sóng uptrend, rủi ro nó chỉ đến với những anh chị em mà mua cao quá thôi, và rủi ro nó cũng chỉ là rủi ro trong ngắn hạn chứ không phải là rủi ro dài hạn, rủi ro trung hạn. Nên để hạn chế được rủi ro thì anh chị em nếu như mà mua cao quá thì vẫn cần phải cơ cấu ra và chờ cái thời điểm cổ phiếu nó cân bằng lại xong, sau này chúng ta mua lại vẫn không sao cả. Và vô hình chung anh chị em cũng giữ được vốn, tránh thiệt hại nếu như thị trường nó xảy ra những phiên rung lắc thật. Và nếu như thị trường nó rung lắc thật thì mình đánh giá vẫn có cái xác suất nó giảm về vùng 1180, nó chạm cái đường EMA 50 ngày, giống như hồi tháng 10 năm 2020 thôi, giống như cái nhịp này này. Thì nếu như thị trường nó có xảy ra những phiên điều chỉnh thật thì nó sẽ giống với nhịp này, nó test lại quanh cái đường EMA 50 ngày. Sau khi nó test xong, nó lại trở lại cái xu hướng vốn có của nó thôi. Nên đây cũng là cái điều mình muốn chia sẻ với anh chị em. Đối với những anh chị em mà đang gồng lãi, có thể tắt bảng điện một vài phiên tới, đi du lịch cũng được, đi nghỉ lễ, đi nghỉ mát với gia đình, với người thân, với người thương. Đợi đến hết chu kỳ tháng 10, tháng 11 anh chị em bật lại app cũng không sao đâu. Đấy là với anh em mà đang cầm cổ phiếu ở nền giá. Còn với anh em mà mua cao thì vẫn phải tuân thủ theo cái nguyên tắc, theo cái kỷ luật mà anh chị em định ra ban đầu. Khi đánh lướt thì phải tuân thủ kỷ luật theo đánh lướt. Khi đánh theo sóng thì phải tuân thủ theo sóng, là phải ôm được cổ phiếu, ôm phải ôm chặt hơn ôm vợ luôn. Còn khi anh chị em đã xác định đánh lướt thì khi thị trường nó có rung lắc thì anh chị em nên hạ bớt tỷ trọng xuống. Đối với những cổ phiếu mà nó rủi ro quá, mà nó có thể gây ra cái thiệt hại đang lãi mà có thể về hòa vốn hoặc lỗ, thì để hạn chế được cái thiệt hại thì anh chị em nên chốt lời cái phần margin trước đi, nếu như anh chị em đang đánh cả margin. Ví dụ những cổ phiếu như VCI hay là VND mà anh chị em có mua ở nhịp này này, có mua ở vùng 20 thì vẫn có rủi ro nhá. Thì đến thời điểm hiện tại nó đang cái khoản lãi khoảng 7%, nó chỉ giảm một cây sàn là về hòa vốn đúng không? Thì để tránh cái thiệt hại thì anh chị em nếu như ngày mai đầu phiên nó xanh nhẹ, đây là cái kịch bản thứ ba mình muốn chia sẻ với anh chị em luôn, ngày mai mà đầu phiên xanh nhẹ thì thôi nên bán bớt cái phần margin hoặc bán bớt 50% đi. Đấy là cái rủi ro trong ngắn hạn. Còn nếu như mà ngày mai nó đỏ luôn đầu phiên, nó chạm luôn cái đường EMA 9 ngày thì mình đánh giá cuối phiên nó rút chân, nó đóng cửa cao nhất trong phiên là rất cao luôn. Thì VND thì hôm qua cũng có một số anh chị em mua đầu phiên ở mức giá đỏ quanh vùng giá 20, 20.5. Đến phiên ngày hôm nay thì cái khoản lợi nhuận nó khoảng 7-8%. Thì cũng có cái xác suất là ngày mai cổ phiếu này nó quay đầu nó giảm và khiến cho anh chị em quay về cái mức hòa vốn. Thì cũng phải chú ý cái rủi ro này trong ngắn hạn nếu như mà mua ngày hôm qua. Hay như SSI cũng vậy. SSI thì mình đánh giá thời điểm hiện tại nó đang khá là giống thằng Navaco ở nhịp này này. Nó có một phiên break, sau đó sang phiên hôm sau thì đầu phiên nó xanh, rồi cuối phiên nó đóng cửa thấp nhất trong phiên.
Và đến phiên hàng về thì nó có một phiên giảm gần sàn luôn. Có nghĩa anh chị em mà mua ở phiên này thì đến phiên hàng về là cắt lỗ là vừa. Nên thằng Damaco nhịp này ấy, nó đánh khá là rát. Thì thằng SSI anh chị em chú ý thêm xem là nó có giống là Damaco nhịp vừa rồi hay không. Hay những cổ phiếu như VDS này. Trong phiên hôm nay có những lúc nó tăng giá và nó tăng ở cái mức tăng trần. Nhưng cuối phiên nó không giữ được cái mức giá tăng trần. Mà thanh khoản loại cao quá thế thì cũng cho chúng ta thấy là cổ phiếu này nó vẫn tiềm ẩn những rủi ro. Nó chưa vượt qua ngay được cái vùng đỉnh này. Có nghĩa là ở cái giai đoạn hiện tại nó xảy ra những cái nhịp rung lắc và đầu phiên hôm nay nó lại mở gap gap up đi lên nên nó cũng tiềm ẩn những rủi ro. Thì anh chị em mà cầm những cổ phiếu này ấy, thì có thể canh chốt trong ngắn hạn đi đó. Nếu như nó về hòa vốn thì phải thôi phải bán đi. Và vì sao? Vì những cổ phiếu này này nó cũng đã tăng x đôi trong thời gian vừa qua rồi, nó đã tăng hơn x đôi rồi. Nên chúng ta cũng phải chú ý thêm cái rủi ro của nó. Cái nền giá của nó cũng ngắn quá. Đấy là một số cổ phiếu ở nhóm dòng chứng khoán. Trong cái quá trình đi lên của cổ phiếu ấy, nó thường xuyên nó xảy ra những phiên nó tạo thành một phiên quay đầu cắm đầu đi xuống giống như thằng Hoa Sen trong cái phiên ngày hôm nay, nên anh chị em cũng coi đây là những phiên squat là chuyện bình thường thôi. Quan trọng là những cổ phiếu này ở phiên ngày mai nó hoạt động ra sao. Mình đánh giá cái kịch bản mà anh chị em mong chờ nhất là đầu phiên ngày mai thị trường nó đỏ mở gap down, sau đó cuối phiên nó hồi phục và rút chân, nó đóng cửa ở cái mức giá gần như cao nhất trong phiên. Thì đây là cái kịch bản mình mong chờ nhất cho thị trường đến thời điểm hiện tại, mình mong chờ nhất luôn. Còn không loại trừ kịch bản có thể thị trường nó chỉnh đâu. Và đến thời điểm hiện tại thị trường chúng ta nó cũng đã đi ngang được khoảng 3 tuần, đến tuần hiện tại là tuần thứ ba thị trường nó đi ngang rồi, nó vẫn sideways ở quanh vùng 1230 đến vùng 1250, nó chưa thể bứt phá, nó chưa thể vượt qua được vùng này. Và nếu như có nhịp chỉnh thì đây cũng chính là cái nhịp tạo đà để giúp cho thị trường trong thời gian tới nó tiếp tục nó tăng khỏe hơn, nó tiếp tục nó tăng mạnh hơn và giúp cho những anh chị em mà chưa có hàng kịp thời tham gia, kịp thời nhảy lên tàu trước khi quá muộn anh chị em nhé. Về các cổ phiếu và các điểm mua mới, các tín hiệu mua mới của các cổ phiếu thì cho đến thời điểm hiện tại thì không nhiều cổ phiếu, rất hiếm cổ phiếu nó xuất hiện cái tín hiệu mua mới để làm sao để cho anh chị em có cái điểm vào nó an toàn nhất, nó gần nền giá nhất. Thì đến thời điểm hiện tại mình theo dõi, mình đánh giá gần như chỉ có thằng thứ nhất là thằng BCE xem một vài phiên tới nó có tín hiệu mua hay không, hay là thằng Sen một vài phiên tới nó có tín hiệu mua hay không. Và ở thời điểm hiện tại thì nó đang hoạt động nó khá là giống thằng VXL những phiên cuối tháng 7 đầu tháng 8. Thì nếu như một vài phiên tới nó tiếp tục nó xảy ra một cái nhịp nó test lại đáy thêm một lần nữa thì thằng Sen nó sẽ tạo thành cái tín hiệu, nó sẽ xuất hiện cái tín hiệu để cho anh chị em mua trong những phiên sắp tới. Nếu như một vài phiên tới nó rũ thủng cái đường EMA 20 ngày và thanh khoản nó thấp, và phiên ngày hôm nay thanh khoản của nó rất là thấp rồi, thì mình đánh giá trong thời gian ngắn thôi, có thể sang tuần sau, trong tuần sau thì thằng Sen nó sẽ xuất hiện cái điểm mua. Thì thằng này khi mà nó chạy anh em không thể coi thường đâu. Và mình đánh giá cái target của nó sẽ tiến đến vùng 10. Thì đây là một cổ phiếu penny duy nhất. Đến thời điểm hiện tại, mình còn nhìn thấy những cái dấu hiệu tích cực mà nó chuẩn bị xuất hiện cái tín hiệu mua mới trong những phiên sắp tới thôi. Đấy là duy nhất là thằng Sen thôi. Còn về thị trường của chúng ta trong thời điểm hiện tại, thì anh chị em phải chờ thêm xem những cổ phiếu như Hòa Phát này, nó tiếp tục nó xây xong cái nền giá đi. Hay những cổ phiếu như Nam Kim, như Hoa Sen, liệu thời gian tới nó có rũ hay nó tiếp tục nó xây cái nền giá tái tích lũy hay không, thì anh em sẽ có cơ hội, sẽ có tín hiệu mua mới trong thời gian tới. Còn khi mà nó chưa rũ ấy thì anh em khó mà có cái cơ hội để mua mới những cổ phiếu này anh em nhá. Thế HTN này đang bước vào một cái quá trình tái tích lũy này, hay là Novaland thì cũng đang bước vào một cái quá trình tái tích lũy này. Anh chị em mà theo dõi thằng Novaland thì cứ liên tưởng sang thằng Hòa Phát ấy, anh em sẽ thấy một cái nền giá tái tích lũy của nó. Chứ ở thời điểm hiện tại nó chưa thể bứt phá ngay tiếp được đâu, mà nó sẽ cần thời gian để tái tích lũy, nó xây một cái nền giá tái tích lũy, sau khi xây xong nó mới đi lên được. Và nó giống giai đoạn này, thằng Novaland đang giống như thế này anh em thấy không, sau hai phiên giảm nhá, thì phiên thứ ba ấy, phiên thứ tư này ngày 13 tháng 7 thì nó có giống với thằng Novaland ở phiên này không, nó giống như khá là giống luôn. Và thậm chí có thể một vài phiên tới nó đi lên, nó tạo thành cái mẫu hình hai đỉnh trong ngắn hạn và nó chính thức nó bước vào một cái quá trình tái tích lũy. Thì anh chị em mua ở trong cái quá trình tái tích lũy này, anh chị em sẽ phải chờ khá là lâu. Nó giống như giai đoạn này, anh chị em phải chờ vài tháng liền luôn, phải chờ 3-4 tháng luôn
thì thằng Novaland sau đó nó mới chạy được. Và sau khi nó chạy, không nhiều anh em dám mua. Thế là một cái nghịch lý của nhà đầu tư trên thị trường, vì không nghĩ nó có thể lên được. Nhưng anh em thấy không, nó đem lại khoản lợi nhuận rất nhanh nếu như anh em mua đúng nhịp, mua đúng sóng. Nhưng anh em sẽ phải nằm chờ rất là lâu nếu như anh em mua ở đúng cái vùng tích lũy. Cái vùng tích lũy ở đây nó có thể dao động từ khoảng 5% đến khoảng 20%, vẫn có thể coi đây là một vùng tích lũy. Ví dụ như thằng PXL nhịp này này, quá trình tái tích lũy của nó chỉnh nó dao động khoảng 22%. Sau đó nó tiến đến cái vùng đỉnh cũ này và nó rũ lại một phát nữa. Anh em thấy không? Thì nó đang khá là giống, đang khá là tương đồng thằng Sen ở thời điểm hiện tại. Ở nhịp một của nó dao động khoảng 25 đến 30%. Nó hồi phục đi lên, sau đó đến thời điểm hiện tại đã có dòng tiền tham gia trở lại và nó đang xiết lại cái nền giá, thì anh em chờ thêm ra một vài phiên tới thằng Sen nó có dấu hiệu hay không. Thì thằng Sen ở nhịp này mình đang khá là thích. Hay là thằng DGW kép cũng là một cơ hội, nhưng anh em phải chờ thêm xem nó có xây thành công cái nền giá tái tích lũy hay không, hay là một thời gian tới nó rũ, phải rũ phát xong đó nó tái tích lũy hồi phục rồi xiết lại nền giá, sau này nó mới cho anh em cái điểm mua chính thức. Thì thằng DGW cũng là một lựa chọn anh em có thể theo dõi trong thời gian tới, hay là thằng VCG cũng vậy, nhưng mà phải theo dõi thêm. Hay thằng VCI cũng vậy, VCI phải theo dõi thêm, nó chưa lên ngay được, phiên ngày hôm nay đóng cửa cắm đầu đi xuống này. Nên từ nay đến cuối tuần sau ấy, anh em hạn chế về các quyết định mua mới cổ phiếu, nên ưu tiên bán hơn. Nếu như cổ phiếu của anh em cái khoản lợi nhuận của nó không đủ lớn, nó hơi chênh vênh ấy, thì anh em nên canh để bán ra. Đã xác định là mình theo trường phái đánh lướt sóng, đánh T cộng, thì khi rủi ro nó xảy ra, khi biến động nó xảy ra, anh chị em phải cực kỳ nhanh tay để xử lý các vi phạm đó. Chứ bây giờ anh chị em đánh thì đánh theo kiểu lướt, đánh theo kiểu T cộng, nhưng khi cổ phiếu nó rơi vào vị thế rủi ro, anh chị em lại không đủ dũng khí để cơ cấu, để cắt lỗ, thì nó cực kỳ nguy hiểm. Đã mua sai rồi mà lại không chấp nhận hành động cái sai phạm đó, thì anh chị em là hai lần sai. Không bao giờ có một nhà đầu tư nào thành công trên thị trường mà gồng lỗ giỏi cả. Hầu hết các nhà đầu tư thành công trên thị trường nhờ việc giữ tiền giỏi. Giữ tiền ở đây là thực hiện hóa việc cơ cấu, nếu như cổ phiếu nó rơi vào cái vị thế rủi ro thì phải thực hiện, phải mạnh tay cơ cấu ngay lập tức. Nhưng chung quy sau những con sóng, sau chu kỳ, cái tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro nó phải ít nhất nó phải bằng 2 lần, hoặc lớn hơn 2 lần, 3 lần, 4 lần, 5 lần, càng cao càng tốt. Càng cao thì cho thấy là cái biên lợi nhuận mà anh chị em thu về, cái tỷ suất lợi nhuận mà anh chị em đem về nó càng cao. Ví dụ bằng 5 lần thì có thể là cái tỷ suất lợi nhuận của anh chị em khoảng 30%, nhưng mà lỗ thì nó chỉ rơi vào khoảng 5-6% thôi, thì nó rất là cao. Cái điều này sẽ giúp cho anh chị em trở thành một nhà đầu tư thực thụ, một nhà đầu tư thành công trên thị trường được. Nên thực ra sau phiên đáo hạn phái sinh ngày hôm nay anh em chưa phải lo lắng quá nhiều đâu. Thị trường nó diễn biến ra sao chúng ta hành động như vậy, không cần phải hấp tấp, không cần phải vội vàng gì cả. Thì giai đoạn này thị trường nó biến động, nó rung lắc vì ảnh hưởng bởi nhiều thông tin quá. Thứ nhất là về việc tỷ giá đồng Việt Nam nó tăng. Thứ hai là VinFast IPO thành công trên thị trường Nasdaq của Mỹ. Mỗi khi thằng VIX nó tăng thì anh chị em lại hơi lo ngại về thị trường. VIX nó giảm, anh chị em lại càng lo ngại hơn. Hơi hơi nghịch lý, hơi buồn cười đúng không? Nhưng mà cái điều này đang xảy ra trên thị trường. Nó không sao đâu. Anh chị em cứ tự tin lên. Đầu tư là phải tự tin. Không tự tin thôi không đầu tư nữa. Nên thời gian tới, khi cơ hội nó tiếp tục nó lộ diện, mình sẽ chia sẻ trên video mà mình sẽ trực tiếp khuyến nghị, mình sẽ trực tiếp chia sẻ với anh chị em để anh chị em kịp thời chuẩn bị vốn, kịp thời chuẩn bị kế hoạch để tham gia mua những cổ phiếu này trong thời gian sớm nhất, giống như thằng sell và L14 trong mấy phiên vừa rồi. Anh chị em nào mà lỡ thì cực kỳ tiếc luôn, hơi bị tiếc luôn sell L14 ấy. Nhưng mà không phải vì thế chúng ta bỏ thị trường, rời xa thị trường, mà trên thị trường vẫn còn nhiều cơ hội trong thời gian tới. Quan trọng thị trường nó có chỉnh hay không. Nếu như không chỉnh thì cần một nền giá tái tích lũy anh chị em nhá. Và nếu như anh chị em mà trong thời gian vừa qua theo dõi video của mình, thấy những chia sẻ của mình phù hợp với cái định hướng đầu tư của anh chị em mà chưa thuộc hệ thống khách hàng của mình, thì có thể inbox cho mình để tham gia đồng hành của mình, tham gia Zoom khách hàng của mình để chuẩn bị vượt những siêu cổ phiếu, những cổ phiếu đem lại siêu lợi nhuận trong thời gian tới anh chị em nhé. Ngoài ra nếu như anh chị em mà thấy cái video này hữu ích ấy, thì có thể like, comment và subscribe kênh để ủng hộ mình. Và khi mình đăng tải những video mới nhất, anh em là người đầu tiên nhận được những thông báo này anh chị em nhé. Cảm ơn anh chị em đã theo dõi.